bên kia bất lực luôn. Chơi không nhịn nổi cười. Tưởng bên bạn mạnh lắm nhưng mà cực cười ra ghét của mình đó cháu. Tên mình nhìn mình chơi mấy ông bồ nè, nhìn cái thằng này nó lên đồ gì vậy. Má được là người ra vét của mình châu. Thôi DNA tới trận đó mình khỏi cần lên, khỏi cần lên khám phép luôn, mình bắn. Nếu mà trận kéo dài nữa mình lên thẳng vô cực luôn, vô cực với giáp thiên thần là xong rồi đó. Đây video bằng ngọc nha mọi người. Trận nãy DNA nó phế quá, lên cái đó khỏi cần lên khám phép mẹ gì. Rồi xong nha, full đồ đó. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.